Chào bạn Bình thường thì khi có bầu Âm đạo của mình luôn luôn có những cái dịch tiết của âm đạo Và các cái tuyến Ví dụ như scan bác toàn anh Hoặc những cái dịch tiết của cái niêm mạc cổ tử cung Thế nhưng bình thường những cái dịch sinh lý Thì đó là những cái dịch màu trong Trắng đục Không màu, không không mùi Nhưng khi bạn ra một cái chất dịch màu vàng Thì tôi đang nghĩ rằng bạn đang có cái viêm đạo Thì bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế và sản phụ khoa để được điều trị kịp thời. Bởi vì nếu đang có thai, chúng ta để tình trạng viêm nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến thai kỳ, vâng. có thể gây sảy thai, có thể gây đẻ non và thậm chí rằng một số em bé có cái nhiễm trùng vào thai. Vâng. Nên là mong rằng bạn nên sớm đến cơ sở sản phụ khoa để được khám và điều trị.